Chào cả nhà nha, hôm nay tới lượt em báo nha cả nhà. Bây giờ em sẽ trộn nước mắm với nước lại, xong rồi em xịt lên đồ đi làm của cha con anh Hải Ca. Em chừa lại một cái coi người nào may mắn bị lãnh đạn nha. Rồi bây giờ em đi đặt góc quay chờ gì con ngồi dính bẫy nha các bạn. Trời ơi, về đây còn ngồi đây ăn nữa. Sao vậy? Giờ này hai mấy người đi ra làm chứ ngồi đây ăn hoài ha. Trời ơi. Ngồi ai nữa? Hai dĩa. Mày với Hiên đi ra sao? Thôi đi chung cho vui. Thôi gì mà thôi. Trời nắng rồi đi. Đi làm nước cho rồi ra bấm trời bấm thuộc mà ông nghe biết à. Ngồi nhìn đời gì nát gì nữa. Tự nhiên nghe mày dữ vậy. Mày gặp con mày không nhắn gì hết xíu. Dữ không thấy gì vậy, nói nhẹ. Nói nhẹ thường thường đàn ông. Chịu tiếp. Nói chuyện bình thường, mày nói chuyện bình thường. Mày cứ giả. Dạ này con ngồi đây nữa. Nhút đầu cậu râu gì. Đồ cậu râu gì. Vô lấy đồ bận đi. Nắng từ từ đi. Nó cũng đi nó mà nói gì. Lấy ra lại được. Chẳng lấy rồi giùm ơi. Đi làm. Đi làm ơi. Bấm trọt bấm ba cái tắt của. Bây giờ thế. Nắng mà cũng mất đi làm nữa. Còn máu á, mày vô mày lấy đầu đi làm nha. Anh không lên mày đi trước rồi. Mày làm rớt miếng như không ơi. Mẹ cái áo này ai sắm vậy mẹ? Mẹ ơi! Đây! Sao mẹ mua mẹ cái áo này mẹ mua hả? Chưa nắng đang ngủ rồi chứ nắng gì trời. Đồ áo dữ vậy. Cái áo này mày giặt chưa vậy? Đúng rồi. Con nào không giặt mà hỏi. Nó hôi mùi nước mắm lắm mẹ. Này hôi mùi ở Phan Thiết nè. Ừ. Thúi gì vậy mẹ? Mùi ở Phan Thiết nè. Đừng lấy áo mà cay. Ủa sao áo này đâu có gì đâu hả? Mẹ mày nữa hả tao? Mày phải không? Anh hai á mẹ. Hai gì? Mày là vũ phạm phải không? Phạm gì nữa? Mày xịt nước vô gì vô ngày nè. Nước mắm á tía. Em biết trời thì đang ngủ kêu vậy chứ nhìn nước mắm. Nghe cái mùi Phan Thiết. Cái áo còn không có mà mấy áo này xua quá hả? Em biết. Chịt chứ ai? Tiểu hai chừa lại cái áo. Mày phải không? Con mới ra con biết chi. Trời giờ là không vui rồi nha. Bậy gì à? Chết rồi. Mày sao vậy? Đây nè, hửi coi. Mày á mày sai mày đặt mày ủa. Phải không? Không biết rồi nha, tiện kêu ra đã cái chửi. Không có ba báo nhà có. Mày sao mà cái áo của mày không có dính cái gì hết trơn rồi. Chứ áo mấy áo này ba bốn cái dính hết trơn hả? Treo chung mày con lấy chút cái này đây biết. Trời ơi. Coi nó. Ai hỏi vậy? Cái con kia mày có đồng phạm với nó không?
có sao mà ngồi ăn là bụng nguội thôi. Con ở thành phố nè có không? Con ở Sài Gòn nè. Con có sạch đâu? Sài Gòn không đi làm. Sao mà áo nào cũng thúi, áo này không thúi ông nội? Sao anh tỉnh bơ vậy? Giải quyết cái vụ cái áo này coi. Túi này đi lấy áo khác để giải quyết gì chạy. Còn áo nào nữa đâu? Đừng có cho con ngửi nước mắm nữa mẹ. Vậy cho anh hai mặc cái áo thúi đi. Sao mày biết anh dùng cái áo này dính nước mắm? Thì mẹ mới nước mắm. Ôi Yến ơi, Thú Quang ơi. Mày là thủ phạm phải không? Con không biết à nha. Tôi nãy tôi chưa nói câu nào nữa à, mà hậu cái áo dính nước mắm. Đây bà kia nước mắm. Anh hai phải không? Anh hai không làm gì hết à? Biết cái gì đâu. Anh hai không làm, không có bà báo là anh hai nè. Chỉ em. Rồi, ừ. Còn biết thiệt các mẹ. Không biết mà sao biết, không biết cái áo hồi nước mắm dưới nước mắm. Nghe mùi nước mắm mà. Rồi. Mày cười phải không? Mày là thủ phạm à? Mày tui uống bảy lần. Con mẹ con không cười. Nó mặn tới lưng em luôn rồi. Ghê quá. Cao dính mà con mặn vô mặn cái lưng. Nhìn thấy dữ không? Rồi. Mẹ không túi cho mày mặc hoài mẹ. Túi đi cởi ra đi trời. Phải gì mũi mà. Giờ thủ phạm là lần nào cũng sơn phải không? Mì đó. Thôi đừng có đổ cổ đây mà. Hiệu Nghiễn á. Em ngồi đây luôn á. Người ta ngủ mà. Chứ không phải đi ỉa mấy gà rồi. Ba bay cảnh thiền lần nào cũng là thôi đi ỉa. Tự nhiên giống vậy. Đã giờ con ngồi con ngoài này có ăn không lâu rồi. Má cái con tám nó cười. Không có là anh hai nè chứ không ai nè. Ông ngửi áo nó queo à. Không khóc luôn. Lấy đúng cái áo không có luôn á. Đây. Thì ba mẹ lấy trước, còn lại có cái không lấy. Con cái áo của ai nữa bận không? Áo đi làm áo của ai nữa bận không ơi? Chứ ai mà thủ phạm là thằng Sơn báo. Ta cho mẹ ăn cây nè. Con không mẹ đánh cầm cái chai nước mắm lại cho anh ngửi mẹ. Ngửi chưa cơm? Tao không làm nha Yến, đừng có nó vu oan với quạ nha Yến. Ý có con dồi nè, ăn nè. Ừ. Giờ anh hai nè, con mẹ chứ không ai cái áo tao cũng thú quắc luôn nè. Nó bị giảm, nó bị hư chỗ đó rồi đó. Này làm như cái áo này làm như hạ là đi làm trong ăn nước mắm vậy. Nè, nó bị dập rồi nè. Ăn đúng chỗ. Không báo. Nói thiệt đi, tao không có nè. Gái con cũng nhận đâu. Để có ai mà không nhận. Nghĩ hàng mì á. Nó thừa nữa rồi. Họ đổ gì vậy, họ đổ tinh thừa hả? Chứ tao rảnh đâu, chén nước mắm như áo. Mày coi qua vậy. Chứ mày làm gì rồi, đổ đổ nó trong phòng mới ra mà. Mồ hôi, mồ hám hả? Chắc cũng gian dối cái gì nè. Có không? Nói đi nhà nước khoa không? Bây giờ tôi quyết định là thằng Sơn báo á. Cho anh hai đi làm mình hả? Sơn báo. Dám tôi nói chứ. Nó làm ra kìa bà. Nhìn cái mặt kìa mồ hôi mồ hám kìa. Dạ nói không? Dạ. Dạ chuyện xấu thì không có làm tao chứ gì nữa. Rút ly rút lĩa kìa. Chưa nắng chết mà không cho đổ mồ hôi. Dạ đâu? Ngọc Sơn. Nói. Chim. Ai? Chim về kìa. Con đau. Dạ. Nói đàng hoàng. Còn không có chế nước mắm vô cái đó đâu. Đâu người ta đi làm mà dám chế nước mắm vậy ăn chứ. Ăn lâu hết cái miệng đó lần. Xịt nước mắm vô chứ vậy. Ăn gì mà miệng mầm coi nào 30 cái đầu. Má mày. Con cũng làm nha. Mày làm nè. Anh hai làm chứ à, nãy giờ tôi ngồi đây đợi. Làm thì có bằng chứng gì ở thừa con. Dịp đâu như 3-4 cái áo thôi mà áo này không thôi đi. Coi cái áo, có mịn áo của nó mệnh không rồi. Nó mở lại coi. Áo người ta sạch. Mày là thú phạm à. Con không có biết rồi nha ba. Mày làm sao mà vậy chứ mày trong phòng ra làm sao mà đổ mồ hôi mồ hám dữ vậy? Thì nó nóng. À, nóng thật trong phòng mà sao nóng? Ta sửa đẹp rồi ta. Không, không ở dơ chúa rồi. Bốn cái chỗ này là hết độ hai luôn á. Con không có làm. Không làm ai làm? Nguyễn con mi á. Thôi, đổ nữa. Khỏi đổ nữa. Ba, bốn cái áo người nào cũng đi làm mà bây giờ chín cái áo này không làm. Ừ, liếm luôn hả? Thanh Long bà nội ơi. Dơ quá vậy. Dơ quá vậy. Nay. Nay. Bữa nay tôi quỷ quyền cho bà đó. Bây giờ anh hai nói anh hai không có nè, là con yến báo này cho mày. Dạ, này anh hai đây luôn mẹ. Đi đây. Ngồi đây luôn á. Anh hai ở đây luôn á. Con yến vô mi nè. Có lỗi thôi đi nha. Con rảnh là con mà con chọc mẹ làm gì? Em bây giờ ở đây nhìn cái hũ này luôn á. Bây giờ thằng anh hai có không nó đi. Không. Thề luôn á. Nó thề luôn rồi đó. Thề thầy luôn nè. Thề thế nào nó sợ là chó. Chó nào ăn cướp, con heo ăn. Mày thề mày sao đậu mày đổ mồi. Còn yếu máu phải không? Con ngồi đây với Tía với mì nãy giờ nè. Mày hỏi Tía coi. Mì đi vắng từ nãy giờ nửa tiếng hồ nè. Con đi lấy thanh long ra đó. Thanh long. Bây giờ nói đi đứa nào thì nói đi, tao không có đánh. Chạy nước mắm để đâu? Không biết. Trời ơi. Chạy nước mắm để bếp chứ để đâu? Vậy nó biết rồi. Mì chứ không ai. Thì bình thường chạy nước mắm mày để đâu? Mày để vô quế không? Bây giờ tôi thắc mắc nè. Bốn cái
không sạch. Thì áo nó không có sạch. Nó không có sạch. Sạch, sạch, sạch. Áo không sạch nè. Sống không thẳng với mày. Ở dê chúa mà. Tự nhiên ngủ dậy cái nhà bị chửi luôn rồi chạy. Mà ngủ sao đổ mồ hôi. Thì nóng. Nóng trời ơi. Trong phòng mát. Giờ nói đi, nói lại là anh hai làm. Bốn cái áo mà có cái áo hai là không có mùi. Thì lấy áo mà mày mặc đi. Ông đi. Rồi ba cái áo này là ai làm? Còn cái áo lâu rồi đi làm. Chứ cho anh hai làm mình đi mà. Tự nhiên kỳ á. Mì cho mày á. Tự nhiên nghe em mới về em biết gì đâu. Vậy con Yến rồi. Bây giờ ngỏ đây luôn á. Bây giờ đừng có đâu thừa. Đứa nào bước ngon bước ra nặng đi. Ba đi mà nhận đi. Mẹ nhận. Chứ mẹ chửi con. Thì mẹ không làm thì chửi. Coi như mẹ nhận đi. Coi như mẹ làm đi. Ừ. Hết chuyện rồi. Ừ. Đúng rồi. Ba vô biết. Bây giờ mẹ giặt nữa là xong rồi. Thì bà làm vô biết thường nè. Bà biết cha chú bấm để đâu rồi đúng không? Ba nè. Mẹ mua lại cái chục lít á. Nhà nó mẹ phải có. Bà giải đầu luôn nè. Vậy mình dám đấu thường sao đó, bà nè phải không? Ông hay quá, ông tà lanh quá. Nói nè, nó cười hoài nè. Mẹ mày. Con Yến hay nè, Yến cười hoài nè. Tại vì nó hay quá cười. Còn có ăn, ủa con có ăn. Búng hơi tối rồi, nó cày dảo mày nè, là tao búng mà. Làm chết con mẹ ơi, con không có làm quá thiệt á. Không làm ai làm, bốn cái áo mà có cái áo mày không hơi à, là sao? Tao, không sạch. Áo sạch, con nghe không sạch thôi hả? Sạch sao biết sạch hả à, người nó không có áo con cũng sạch ba áo cũng sạch sạch nhớ sạch mày nói đàng hoàng với những mày mày tao mệt lắm rồi đó à, cái áo này không có sạch à chết sạch 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 à, ông có làm không mà ông cười hoài à ông làm thì ông khỏi đi làm chứ gì đúng rồi chắc ba chứ ai mày ít diễn dùm đi bà lão rồi bà nghĩ đâu đâu không á cái thằng này cười ít, cái thằng cha già cười nhiều. Nói sao? Thở ra cái cười. Còn Yến với con My cười nhiều nhất. Nhìn mấy bắt cười. Thôi thôi thôi. Nó cười nữa. Cái gì? Nhìn thôi thôi chứ. Nhờ 2, 4 người cười hết rồi, mẹ tôi. Vậy gì nữa? Ai cũng cười hết là sao? Ừ. Mệt. Thì ở dơ áo thúi đâu thừa. Mày bà kêu ba cha con tôi đi làm. Thằng nào chơi vậy đây nè. Thằng nào? Đồ đi làm mà nó xịt vậy nè. Thôi xong chơi vô đi ngủ à. Ngủ cái đầu mày. Tối con ra đi vô ai làm. Rồi giờ không có. Mày nè. Không có áo quần gì làm đâu. Rồi hai đứa này phải không? Không phải con không ở đây nãy giờ. Nói đi cho 20. Nói gì vậy? Chứ gì nước mắm. Vậy là ông là thủ phạm rồi còn gì đó. Ủa mẹ mẹ, ủa mẹ rồi chai nước mắm đâu bà, ủa biết à. Con thủ phạm con kiếm chai nước mắm làm chi? Thì mẹ thủ phạm đi kiếm chai nước mắm. Thôi đừng có nói lòng vòng, hai con báo con má nó cười hoài nữa kìa. Nhà này ai bà có làm không? Tôi mà làm hả? Mẹ tui camera mẹ coi đi. Chú mới làm đâu coi mày. Cái này lấy đâu, lấy đồ này để đâu? Để mày sao đồ. Để đâu mày? Đúng. Lấy đâu? Lấy đồ để đâu? Sao đồ chứ đâu ông nội. Vậy là bà. Vậy là bà. Ừ, đang ngủ, ai ngủ đi làm rồi đó đó. Hết chối rồi. Cười nè, cười nè, cười nè. Không nói tôi mắc cười á. Mà trong chỉ trong gương đi ngủ à. Ngủ thì ngủ, giờ này đi làm mà chứ ngủ. Mẹ bắt em hai giật cờ đi, em hai làm đó mẹ. Mẹ đứng mắm cũng bận đi làm cho tao đi. Bốn cho con mày lùi ra hết đi. Ngủ chứ tẹo luôn. Nè, chưa bắt cái bó phân, đi cành trời. Dĩa cành chứ không phải là bó phân. Sao khi chuẩn bị ra đọt, kêu như chuẩn bị làm trái tới nơi mà đi cành. Cắt đọt khác. Để thử đi. Nói. Ai nói tỉa sườn riêng. Ngày nay mày nói đi sườn riêng. Tỉa đậu muốn. Đầu này đốt cuộc là ai là thủ phạm đâu. Bà chứ ai. Người ta nhìn số nhà là đâu biết rồi đó. Số nhà gì. Rồi mày với Nghiến. Mày á. Lãng quá mày ơi, nghĩ gì cũng có người con á. Mày đi nghe. Con không có làm gì mà chạy trốn trách nhiệm hả? Nếu mẹ đưa cho anh giặt đồ đi. Nếu mà thằng nào đi thằng đó làm đó. Nó chạy trốn trách nhiệm mà. Còn cái giọng này còn ngập luôn. Gì vậy? Người nào đang đứng là người đó làm. Tao đứng không lẽ tao làm. Ừ. Mày mệt. Đi đâu hả? Mẹ đi dục nó luôn đi mẹ. Em giặt chứ năm dục đi không? Đi dục đi chữa cái thì cho anh hay gà được rồi. Chữa cái hồ nè giặt nè. Ốp giỡn kìa. Con có biết gì nha. Báo không à.
con không có báo mẹ. Rồi đó mày điều tra ra con nào tao giật đầu đó nha. Dạ. Không, tao không biết à. Nó nhỏ anh tao không biết bả đâu. Mi là hang yến gì nè. Em ngồi đây nãy giờ. Mi đó. Đổ. Đổ lên người. Con không có làm. Bây giờ anh hai liếm lử tới lỗ mũi đi là không làm được, liếm không tới là anh hai làm. Điểm trước đây anh tới. Anh hai liếm trước đây. Tớ mới luôn tới lỗ mũi được rồi. Mẹ ơi, con không có làm đâu mẹ. Hai làm á mẹ ơi. Anh hai nhận rồi mẹ. Trời ơi. Mấy mày tới số với bà rồi cho mấy mày làm nè.